Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh Vui Sống Mỗi Ngày ở Mỹ của mình. Mọi người ơi, hôm nay là ngày Chủ Nhật, là ngày cũng là ngày mùng 10 Tết. Làm thì còn Tết thì mình xin kính chúc tất cả mọi người có một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào và vạn sự như ý trong cái năm Tân Sửu này nha. Hôm nay mình đi xuống phố, mình đi chợ. Lúc này mình đi xong chợ rồi và khoảng 11 giờ trưa, 11 giờ sáng, 11 giờ trưa thì mình thấy phố xá rất là đông và chỗ đậu xe thì mới sáng sớm mà đã đông nghẹt hết rồi. Mình thấy bà con đi chợ, trong chợ thì cũng không có đông lắm đâu, nhưng mà chắc là đi ăn uống và đi mua sắm vàng đó mọi người. Mình nghe nói hôm nay ngày mùng 10 Tết cũng là ngày vía thần tài, thì nếu mà ai đi mua sắm vàng, sắm nhiều sắm ít gì đó, nên sắm để cho nó hên cả năm đó. Mình nghe vậy, cũng có một năm mình cũng sắm, năm con gà mình cũng sắm, mà năm nay thì mình đi qua bên khu thương xá Phước Lộc Thọ thì bên đó có rất là nhiều tiệm vàng, bán vàng và hột xoàn nổi tiếng của người Việt hải ngoại ở Mỹ, miền Nam California. Thì mình mời mọi người cùng theo chân mình qua bên đó coi bà con đi mua sắm vàng ra sao ha. Và mình cũng định mua khoảng 1 ký vàng đó mọi người. Mình đi qua đó mình coi, mọi người coi coi mình có mua được 1 ký nào hay không nha. Phố xá hôm nay mọi người thấy đó, bãi đậu xe rất là lớn nhưng mà chật cứng hết rồi. Trời thì rất là đẹp, nắng ấm, nhưng mà mỗi tội có gió mọi người, gió rất là nhiều. Mùa đông nhưng mà hôm nay ấm lên tới 75 độ F, là ấm hơn bình thường rất là nhiều. Mỗi hôm có 59-60 độ nhưng mà hôm nay thì trời nắng chan hòa rất là đẹp luôn. Mình đi qua bên thương xá sắm vàng thôi mọi người ơi. Bà Bình coi nè, đi mua vàng và đi mua vàng nè, không ngờ đi mua vàng là gặp Thanh Lan với lại gặp gia đình Thanh Lan đây nè. Đó, coi cảnh là bà con ngày thần tài ở Mỹ đi mua vàng phải đứng viết like, ok đó cho mọi người thấy. Đây là ngày thần tài ở Mỹ, bà con đi mua vàng nè mọi người ơi. Bà con đi sắm vàng phải đứng get line ở ngoài đây nè. Get line vòng để đi vô trong đó. Tiệm vàng này đông vui không? Rất là đông vui ha. Rồi mình đi xuống dưới cái tiệm vàng dưới đây nữa. Nhìn. Đi xuống dưới đây nè, tiệm vàng dưới đây cũng đông người quá trời nè. Đây cũng người ta cũng đang đứng get line để đi vô cái tiệm vàng chin này nè. Ngày vía thần tài nước Mỹ đi mua vàng vui quá. Đó, thấy đông không? Quá trời rồi, người ta không có cho vô, đông phải đứng get line vui quá. Bà con đi sắm vàng đó, nghẹt trong á. Đây là nhóc người ở trong á. Bà ngoại ơi, con mua được xe đẹp rồi nè, nói đi, nói bà ngoại đi. Con nói đi, con mở này ra, con nói nè, bà ngoại ơi. Bà ngoại ơi. Con mua được xe rồi. Con mua được xe rồi. Hết bao nhiêu tiền? Hết bao nhiêu tiền? Tiền của Daddy rồi. Hết tiền của Daddy rồi, hai đứa hai chiếc xe đầu năm, sắm xe chạy đi vòng vòng. Trời ơi, ra đây mà không mua không chịu về đâu. Áo dài mua ở đâu đẹp vậy thôi lên. Bên em gọi qua hả? Con trong tiệm vàng đông vui không? Nhớ nghe, tiệm này cũng là vàng nhưng mà ít. Mình đi qua đi thôi. Đi liền vậy thôi, không mua đi về thôi.
có trong đây nè, cũng nhốn nhang nhốn nháo bà con trong đó nè, có con trâu nè, đâu rồi con trâu, đâu rồi con trâu nè, đẹp không, cũng mua con trâu này nè, đây có 12 con dế các con. Con vàng thấy nó hơi khô 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 cho mình ra mà nó là không biết bao nhiêu chị vàng cái này khô khô, nhưng mà mấy chị á, hiểu không, 1 chị 2 chị 3 chị 4 chị 2 4 chị. Và đó là một vòng sơ qua khu buôn bán vàng ở Thương Xá Phước Lộc Thọ của người Việt hải ngoại ở Mỹ. Mình xin chia sẻ với mọi người một chút xíu coi cho vui. Ở đây cũng là một cái khu bán vàng nữa, nhưng mà khu này người ta không có cho mình quay, cho nên mình không có dám vô. Mình quay một vòng ở ngoài một xíu vậy cho mọi người coi thôi, và mình không có mua được chỉ nào ký nào hết nha mọi người. Và mình xin kết thúc cái video clip này hôm nay tại đây. Hẹn tất cả mọi người vào video clip tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.